Alo, như vậy hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết thứ 20, môn âm nhạc 6. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm một hoạt động khởi động. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại bài hát Hò Ba Lý, ha. Rồi chúng ta mới ôn lại bài hát Hò Ba Lý mà chúng ta đã học ở tiết trước. Bây giờ mình hát lại thêm một lần nữa cho thầy nha. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ học qua bài chủ đề bài lao động. Chủ đề lao động chúng ta sẽ sử dụng nhạc cụ tiết tấu bài thực hành số 4, nhạc cụ giai điệu bài thực hành số 4 luôn.
Đầu tiên, nhạc cụ tiết tấu của bài thực hành số 4. Chúng ta cần phải nhận xét và luyện tập các mẫu tiết tấu. Trước tiên, chúng ta nhìn vào hai tiết tấu A và B, mình sẽ so sánh sự giống nhau và khác nhau của hai mẫu tiết tấu. Thứ nhất, về nhịp. Nhịp thì tiết tấu ở A là nhịp 4-4, còn ở B là nhịp 2-4. Tiết tấu thì có ở A là đen chấm dôi, móc đơn, đen, đen, sử dụng hầu hết là các nốt đen. Còn ở tiết tấu B, chúng ta thấy có 4 cái móc đơn liên tiếp không nào? Đơn, 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 đơn và một nốt đen. Hình nốt, tiết tấu và hình nốt không nào? Rồi sự sắp xếp trường độ. Sau đó mình sẽ gõ luyện tập tiết tấu A bằng nhạc cụ thanh phát và tiết tấu B bằng nhạc cụ chống còn. Chúng ta sẽ có đen, đơn đen, đen. Còn bên tiết tấu B, đơn, 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 đen. Gõ liên tiếp 5 tiếng luôn. Đơn, 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 đen. Tiết tấu A thì gõ đen, đơn, đen, đen. Bây giờ chúng ta sẽ vừa đọc tiết tấu A vừa vỗ tay. Đen, đơn, đen, đen. Hay chúng ta còn đọc là tum, ti, tu, tu. Đen gọi là tu. Chúng ta sẽ gõ tiết tấu và kết hợp đọc thầm dạng tiết tấu A ở trên, sử dụng cả thanh phát chống nhỏ, gõ vài lần âm hình tiết tấu A mà phải vừa gõ và vừa đọc thầm tiết tấu này nha. Bây giờ tiết tấu B mình sẽ gõ 5 tiếng liên tiếp không nào. Đơn, 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 đen, nghỉ không nào. Đơn, 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 đen, nghỉ. Như vậy gõ tiết tấu mình cũng đọc thầm ti, 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 tu. Chúng ta sẽ gõ vài lần âm hình tiết tấu B và cũng vừa gõ vừa đọc thầm theo tiết tấu luôn nha. Rồi, như vậy bây giờ mình sẽ xem video gõ đệm mẫu. Sau đó mình sẽ gõ đệm nhạc cụ bất kỳ. Sau khi mình thành thạo thì thầy sẽ yêu cầu chúng ta vừa hát vừa gõ đệm luôn nha. Bây giờ mình sẽ nhìn các thầy cô biểu diễn cái bài hát Hò Ba Lý luôn. Ở đây là tiết tấu B ha, đơn, 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 đen, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tay, 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 chân, chân, tay, 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 chân, tay. Bốn năm, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta chú ý với cô gõ thanh phát nha. 1, 2, 3, 4, 5.
Rồi bây giờ chúng ta xem cái thầy mà tay tay chân chân bốn tay ha. Rồi vận động cơ thể. Tay tay chân chân tay. Tay tay chân chân tay. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang phần nhạc cụ. Giai điệu bài thực hành số 4. Ở đây chúng ta sẽ thổi sáo recorder. Mình khởi động lại bài thực hành số 3. Ở đây mình chỉ thổi các nốt đệm ha. Đó là nốt đố, son. Đố, son. Để đệm bài hát này. Bài hát đi cắt lúa. Đố, đố, son, son, si, si, đố. Rồi chúng ta nhìn vào cách bấm nè. Nốt đố, bấm số 2, bấm 3 ngón, và cuối cùng bấm 1 ngón. Như vậy nốt đố chúng ta sẽ bấm lỗ thứ 2. Nốt son chúng ta bịt bấm cả ba lỗ trên. Rồi ba lỗ trên nốt son. Tới nốt si bấm nốt lỗ 1 và đố lại bấm lỗ 2. Si bấm lỗ 1, đố bấm lỗ 2. Si đố. Chúng ta lại ôn lại bài thực hành số 3 ha. Giống bài nãy. Con si si. Đố. Rồi chúng ta luyện tập lại sáo các nốt như nãy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học cách bấm thêm nốt rê. Giới thiệu vị trí nốt rê trên recorder và thổi mẫu âm rê kéo dài thật hay ha. Bây giờ nốt rê trên sáo recorder như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào bio. Ở trên này thì người ta sẽ bấm lỗ số 2 trên sáo đây và buông. Chúng ta chỉ bấm mỗi một nốt lỗ thứ 2 ở trên sáo thôi, buông lỗ số 0 ở dưới tay cái ra ha. Giờ chúng ta nhìn xem cái thầy này dạy như thế nào. D2 chúng ta sẽ bỏ nốt số 0 ra, bấm mình ngón giữa của tay trái thì chúng ta sẽ có nốt D2. Đây là D2. Đây, càng ngày càng lên cao này. Rồi chúng ta xem lại một lần nữa nha. D2 chúng ta sẽ bỏ nốt số 0 ra, bấm mình ngón giữa của tay trái thì chúng ta sẽ có nốt D2. Đây là D2. Đây, càng ngày càng lên cao này. D2. Giờ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành luyện tập. Chúng ta sẽ nghe mẫu giai điệu bài luyện tập A, B và bài thực hành số 4, sau đó mình sẽ luyện tập nha.
Rồi bây giờ chúng ta sang phần giai nhạc cụ, giai điệu, kèn phím. Kèn phím ở đây chúng ta vừa thổi vừa bấm. Chúng ta sẽ ôn lại các nốt Đồ, Rê, Mi, Fa, Son. Đồ, Rê, Mi, Fa, Son mà mình đã học ở chủ đề trước. Ở đây chúng ta thấy có cụm hai nốt đen. Nốt đầu tiên Đồ, Rê, Mi, Fa, Son. Chúng ta cùng nghe 5 nốt nha. Đô, Rê, Mi, Fa, Son. Nghe lại. Đô, Rê, Mi, Fa, Son. Đô, Rê, Mi, Fa, Son. Ngón cái chúng ta để vào nốt Đồ. Lần lượt các nốt khác chúng ta để vào cho đủ bàn tay 5 ngón. Đô, Rê, Mi, Fa, Son. Và chúng ta sẽ bấm như thầy ha. Chúng ta làm lại. Đó là chúng ta bấm các nốt accordion của đàn đàn kèn phím. Bây giờ chúng ta sẽ học thêm một nốt la. Sau khi bấm 5 nốt Đô, Rê, Mi, Fa, Son thì nốt tiếp theo sẽ là nốt la. La. Như vậy vị trí nốt la trên kèn phím và thực hiện mẫu nốt la. Chúng ta sẽ bấm nốt thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5 thì nốt thứ 6 là nốt la. Đây, trên khuôn nhạc thì nó nằm ở khe thứ 2 trên khuôn nhạc. Bây giờ mình sẽ thực hành luyện tập. Các em sẽ nghe mẫu giai điệu bài thực hành số 4. Sau đó mình sẽ luyện tập theo hình thức nhóm hoặc cá nhân. Vậy bài thực hành số 4 ha. Đô, Mi, Son, Son, La, La, Son. La, Son, Fa, Mi, Re, Son, Đô. Đô, Mi, Son, Son, La, La, Son, La, Son, Fa, Mi, Re, Son, Đô. Ở trên mình sẽ bấm các nốt. Fa, Fa, La, La, Fa. Đây là bài thực hành số 4. Rồi chúng ta cùng luyện tập nhé. Như vậy về nhà. Như vậy tiếp theo, cuối cùng chúng ta sẽ ôn lại và hát lại cho thuộc bài hát Hò Ba Lý. Rồi, thầy dặn dò thêm là chúng ta cần phải gõ đệm theo tiết tấu số 4. Là tiết tấu có 5 tiếng liên tục đó ha. Đơn, 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 đen. Đơn, 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 đen. Vừa gõ phát vừa hát bài Hò Ba Lý cho thuộc cho thầy nha. Rồi, chúng ta sẽ luyện tập kèn recorder. Tập lại bài tập giai điệu số 4 và thổi kèn phím để luyện tập giai điệu số 4 luôn. Như vậy xem trước cho thầy bài ở tiết sau là tiết thứ 21. Như vậy xin chào và chúng ta sẽ hẹn gặp lại.